Annyeonghaseyo, xin chào các bạn. Các bạn đã biết điều gì chưa? Trung tâm tiếng Hàn và đạo Thầy Khánh sắp khai trương cơ sở 3 tại thành phố Bắc Ninh. Và hiện trung tâm đang có chương trình giảm học phí lên tới 1 triệu đồng. Ngoài ra, học viên có thể học lại trọn đời khóa học mình đã đăng ký tại trung tâm và được tăng miễn phí khóa học online. Trung tâm còn cấp chứng nhận học tập cho học viên sau mỗi khóa học. Nhìn đây này, xin chào chưa? Không những thế, trung tâm còn tặng các món quà siêu vui tè như sổ tay, túi sách cho các bạn đạt thành tích cao trong kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ. Đặc biệt, các bạn đăng ký học ở Bắc Ninh sẽ được tặng một sản phẩm làm đẹp của Hàn Quốc. Trung tâm còn cam kết đầu ra cho tất cả các khóa học online và offline. Đến với trung tâm tiếng Hàn và đạo Thầy Khánh, học viên sẽ được học cùng với đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp có chứng chỉ TOEIC cấp 5 và cấp 6. Toàn bộ giáo viên của trung tâm đều đã được đào tạo kỹ năng sư phạm trước khi nhận lớp. Các bạn học viên có thể học thử một buổi miễn phí để trải nghiệm chất lượng giáo viên trung tâm nhé. Cơ sở vật chất thì cực tốt nhưng học phí lại rất phải chăng. Hiện tại trung tâm đang có 3 cơ sở: cơ sở 1 ở Mỹ Đình, cơ sở 2 ở Triều Khúc Thanh Xuân và cơ sở 3 ở thành phố Bắc Ninh. Đối với các bạn ở xa thì có thể học lớp online qua Skype nhé. Ok, bây giờ xin mời các bạn cùng xem một video bài giảng thực tế của thầy Khánh Ba Đạt nhé. Let's go! Ngữ pháp nhất hả? Danh từ cùng với phạm kê cùng với phủ định. Ngữ pháp này mình sẽ dịch là chỉ nhá, tương đương với của Trung Man nhưng mà nhấn mạnh hơn Man đấy. Rồi phủ định ở đây mình sẽ có trong tiếng Hàn là an này, không này. Đấy, hoặc là chi an thà cũng được nhá. Hoặc là một này. Không thể này, tiếp. Phủ định có biết là muốn ra. Căn phủ định của cái từ có thì ta là gì nhỉ? Ví dụ đi tán gái anh Thắng bảo anh chỉ có em thôi. Thì nói nào? Em là gì trong đây là gì? Ngồi nó. Đấy trong ghép vào thôi là gì? Ok. Có đúng không? Có thì phủ định của có là Option đúng không? Option. Đó, các bạn nhìn vào đây này. Cái chữ phạc là trước mình học nghĩa là gì nhá? Ngoài đúng không? Tức là gì? Ngoài em ra chẳng có ai cả. Hiểu đơn giản là anh chỉ có em thôi. Chưa? Nó bao kiểu sao đó. Tiếp. Ví dụ khác nhá. Ví dụ hôm nay mình đi về hoan công ty, xong sếp hỏi em uống rượu nhá. Và không, em chỉ uống nước ngọt thôi. Thì nói nào, em chỉ uống nước ngọt thôi. Chú sư à? Không. Cái này có từng tiêu su đúng không? Trong ghép vào là gì nhỉ? Phạc. Đúng rồi, phạc. Ok. Nào, cái này dùng an hay dùng mốt nhỉ? An. Đúng rồi, an. An. Uống nào? Đúng rồi, mà sợ không? Đúng rồi, su và kia mà sợ không? Em chỉ uống nước ngọt thôi. Nào, vất trường hợp đấy nhá. Sếp thấy mình là con gái. Sếp bảo em ơi nước ngọt nhá. Mà không, em chỉ uống rượu thôi. Nói nào? Đúng rồi. Xui bà kê. Má sợ không? Nào bây giờ bằng bảo là em chỉ yêu anh thôi, nói nào. Em chỉ yêu anh thôi. Tức ngoài anh ra em chẳng yêu ai ấy. Nói nào. Ok. Nào, em chỉ yêu anh thôi. Tức là gì nhỉ? Tức là phủ định của cái tình yêu. Sa đăng, ha chi. Ha chi gì nhỉ? Sa đăng hà chị ăn này đúng không? Oppa bạc kê sang hà chị ăn này không? Tức là ngoài anh ra em chẳng yêu ai cả. Cái bạc kê này thì nó đi bởi phủ định nhá. Thế còn cái tầng man ấy, man là đi bởi gì nhỉ? Khẳng định, phải chắc? Đấy, ví dụ Oppa man sa đang hiểu. Đó, tao băng một cái này. Oppa bạc kê sa đang hà chị ăn này. Oppa bạc kê học sơ. Em chỉ có anh thôi. Hoặc là em chỉ thích anh thôi, oppa và cái chỗ ha chi ăn này. Tiếp nhá. Ví dụ như là bây giờ người Hàn Quốc người ta sang đây này, người ta thấy uống rượu Việt Nam mình rất là thục khát à. Tức là rượu rất là nặng ấy. Đó. Xong bây giờ mình hỏi người ta bảo anh ơi, phải tham sui mà chê lê không? Xong bảo người ta bảo là không, em chỉ uống được soju thôi. Nói soju hạ kê, em chỉ uống được soju thôi. Tức là cái này nó thấy khả năng thì dùng an hay dùng một. Tức là cái này có thể và không thể đúng không? Thì là dùng gì nhá? Một đúng không? Bốn mà sai đó. Các bạn chú ý biến âm ở đây nhá. Nó có chữ siêu này phát âm là chữ ti cần này, còn chữ mà đằng sau là biến thành chữ nào. Vậy là chữ mốt này phát âm là gì nhá? Một đúng rồi, một soju hạ kê, muốn mà sai đó. Nếu mà dùng an ấy, tức là có thể uống được cái khác mà. Hiểu không?
Thế em chỉ uống soju thôi, nhưng mà cái khác em có thể uống được chứ không phải không thể uống được. Thế còn dùng mốt này là em không thể uống được luôn, được không? Hiểu cái này không? Em chỉ uống được cái này thôi, còn em không uống được cái khác. Hiểu cái này không nhỉ? Ví dụ sang Hàn lâu lâu rồi ấy, mà chúng hôm nào mà trời mưa ấy, gọi điện cho người bạn Hàn Quốc, mình mà nói được câu này nó chán luôn ấy. À, mặc quên tên kia này. Ờ, tên kia này là mọc của xịp tả. Ở đâu ơi, thèm mặc quên liên quá. À, xong là Hàn Trang khôi. Tên kia này là kiểu thèm ăn uống cái gì đấy nhá. Thế còn bảo là oppa tên kia này thì là nghĩa khác. Dụ bảo là bố em chỉ biết tiền thôi. Ờ, nói nè. Bố em là gì nhỉ? Uri Appa đi cho nhanh. Appa ga. À, chỉ biết tiền, cho tiền bạc. Tốn bạc kê. Biết đúng không? Mô lai không? Cô định có biết là mô được tạo. Thao số 2. Danh từ đủ y là bố A ta. Rồi, ngữ pháp này mình dịch là thôi. Cái này dùng khi mà giới thiệu bản thân nhé. Cái chia này, danh từ có chim. Nào, có chim thì có lỗ, đúng không? Quy tắc chim lỗ, lỗ là thằng nào? Lỗ là y đúng không? À. Lỗ là cái tròn tròn này. Y là gỗ, hát đạp. Thế còn không chim thì thằng có lạ. Thì cộng rồi, là gỗ, hát đạp. Nào, để thầy giới thiệu bản thân bác nhá. À, tôi là Khánh, chó, nướng. Nào, Khánh có chim không? Khánh có chim không? Có, đương nhiên rồi. À. Có chim rồi, cộng cái gì? Y là gỗ. Y là gỗ, hát mình đạp. Khánh có chim đúng không ạ? Có mà. Thảo không chim. À Thảo, Thảo không chim, ok, nào. Em là Thảo. Thảo không chim. Thảo là cô ạ. À, gì cơ? Thảo là cô hèo. Đúng rồi. Cho nên Thảo là cô hèo. Ok rồi, Thảo là cô. Hèo, hàm mì tạm được. Đấy, đây là tôi là Thảo nhá. Đây là giới thiệu ngầu hơn cái y mì tạm một tí. Nghe nó hay hơn. Thế còn giới thiệu mà ngầu hơn một chút này, chúng ta sẽ cho cái này vào nhé. Ví dụ như là địa điểm này, để so ôn họ xong đến tên mình với đi là cô hát mì tạ. Đây địa điểm nhá, địa điểm để so ôn. Cái để so ôn tà ấy, đây là ôn tà đúng nhỉ? Nó nghĩa là gì nhỉ? Đến từ đâu đấy. Thế còn cái này định ngữ nhá, đấy, tức là tôi là ai và tôi đến từ đâu luôn. Nào ví dụ nhá, nhung là đến từ đâu nhỉ? Họ thì để so xem. Ok, ha nói để so bốn trang nhung rồi nhung nhá. Okay. nhung có chim cộng với y là có hai mươi tám. Nào bây giờ giới thiệu bản thân, mỗi người nói thành con này nhá, tôi là ai, để từ đâu.